Thưa quý vị, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp cùng Tổng cục Quản lý thị trường để làm rõ xử lý nhiều cơ sở kinh doanh tại chợ Bến Thành, quận Nhất về vi phạm buôn bán hàng có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Trước đó, vào chiều tối ngày 31 tháng 10, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh buôn bán các mặt hàng như đồng hồ, túi sách tại chợ Bến Thành. Cuộc kiểm tra diễn ra khi các cơ sở kinh doanh này đang chuẩn bị đóng cửa sau một ngày buôn bán và sau đó kéo dài đến khuya. Kết quả, tại 6 cửa hàng, cơ quan chức năng tạm giữ tang vật gồm 294 chiếc đồng hồ mang các thương hiệu như Rolex, Cartier, Chanel, Patek Philippe, Richard Mille, Burberry hay là Casio. 116 túi sách, thắt lưng, ba lô, ví mang các thương hiệu như Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Montblanc hay là Burberry. Những mặt hàng này nghi có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Được biết, đây là hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch của Tổng cục Quản lý thị trường về việc đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025. Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 10 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp ước đạt hơn 51 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Ngành nông nghiệp xuất siêu khoảng 15 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Ngành nông nghiệp đang dồn dập đón tin vui khi xuất khẩu gạo và cà phê đồng loạt lập kỷ lục lịch sử. Xuất khẩu rau quả cũng bội thu 6,3 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 10 tháng năm nay. Hầu hết mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, ngành nông nghiệp đang dồn dập đón tin vui khi mà nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu đua nhau lập kỷ lục lịch sử. Đơn cử, nước ta đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê, thu về 4,6 tỷ đô la Mỹ trong 10 tháng năm 2024. Tuy khối lượng cà phê xuất khẩu giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, thế nhưng giá trị lại tăng mạnh hơn 40%. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, xuất khẩu rau quả năm nay có thể vượt mốc 7 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu gạo và cà phê đạt mục tiêu vượt 5 tỷ đô la Mỹ. Ngoài giống nho sữa Trung Quốc đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam thời gian qua, được xếp vào hàng trái cây có giá đắt đỏ, thì đáng chú ý gần đây một loại nho khác cũng có giá đắt đỏ không kém, có tên là trái tim mùa thu từ Trung Quốc đã tràn sang các chợ Việt. Thời điểm mới xuất hiện tại thị trường Việt, nho trái tim mùa thu Nhật Bản có giá dao động từ 2 đến 2,3 triệu đồng một kg, nằm trong top những loại nho đắt đỏ nhất trên thế giới. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc mở rộng diện tích trồng và đưa sang chợ Việt để bán, thì loại nho này từ hàng đắt đỏ đã trở thành hàng bình dân. Kiểm tra 10 mẫu nho nhập khẩu từ Trung Quốc, kết quả cho thấy không phát hiện mẫu vi phạm an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam. Thông tin về kết quả giám sát nho Trung Quốc năm 2023, lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, kiểm tra 77 mẫu, chỉ phát hiện một mẫu, tức là 1,3% vi phạm quy định của Việt Nam. Mặc dù vậy, trước thông tin này, Cục Bảo vệ Thực vật cũng đã kiểm tra và được biết, đây là một tổ chức phi chính phủ, họ là một đơn vị đánh giá độc lập, đưa ra các phát hiện của mình để kịp thời làm việc với các cơ quan chức năng của Thái Lan và đưa ra những cảnh báo. Sau bão Yagi và trận lũ lịch sử, phần lớn diện tích trồng đào tại làng đào Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Sau lũ, đào quất chết khô, thiệt hại mà người dân trồng đào phải gánh chịu là rất lớn. Những ngày này, người dân làng đào Nhật Tân đang nỗ lực hồi sinh sau bão, cũng như để kịp cho vụ mùa tiết sắp tới. Cách đây một tháng, những gốc đào phủ bạc trắng bùn đất. Các hộ dân trồng đào tại làng Phú Thượng đã mất trắng toàn bộ diện tích trồng đào. Hiện tại màu xanh đang dần xuất hiện trở lại. Gia đình anh Hồng đang chăm sóc cho hơn 100 gốc đào. Dù không kịp cho vụ Tết năm nay, nhưng anh hy vọng một năm nữa vườn đào sẽ mang lại kinh tế cho gia đình. Hy vọng là chung cái thời tiết nó thuận lợi thì bà con nông dân không bị ngập, thì chăm sóc tưới tắm để cho nó tốt, để hy vọng là chung là vụ mùa sang năm nó thắng lợi. Còn tại làng đào Nhật Tân, vô số nhà vườn gần như mất trắng vì cả vườn bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Với mong muốn giảm thiểu được phần nào thiệt hại, nhiều người dân trồng đào tại Nhật Tân đành ngậm ngùi, xới đất trồng rau, hoa màu ngắn ngày để bán Tết. Giờ tự đi thu dọn như này là để rồi để là ra riêng là mua cây giống là làm lại thì sau coi như nhịn đói mấy năm, một năm nay, hai năm, ba năm.
sau mới có cái thu đấy. Nhưng bây giờ thu dọn đi, có nhà thì người ta làm theo cây hoa, hoa mềm. Đấy, làm cúc, làm kiếc cây hoa mềm, hoặc là gieo rau, gieo rứt thì trong vòng 2-3 tháng thì người ta cũng có cái thu lặt vặt. Thời điểm này, những năm trước, các chủ vườn đang tất bật dùng mọi biện pháp để kích đào ra hoa. Thế nhưng năm nay, đào không còn, không khí ảm đạm bao trùm cả ngôi làng. Vườn nhà anh Dũng, dù bị thiệt hại một nửa số cây trồng, nhưng may mắn khi vẫn còn giữ được một vài gốc đào. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết, nên dù còn gốc, còn cây, nhưng đào năm nay vẫn còn yếu. Phải mất 3 năm, cây đào mới có thể phát triển khỏe mạnh trở lại. Có những người là người ta đi mua buôn ấy, là người ta đã đi mua từ bây giờ, với những cái cành đào như năm ngoái là bán lẻ, là được bán lẻ cho từng người dân là 600.000 đến 700.000 một cành, thì đến bây giờ người ta đi mua buôn những cái cành đó đã là 1 triệu rồi. Theo như là nhận định của tôi, ví dụ như là một cành đào năm ngoái mà mình bán 1 triệu thì năm nay có thể mình sẽ phải bán ít nhất khoảng 1,5 triệu. Mảnh vườn nhỏ với vài xác cây quất nằm chờ chọi, màu xanh quen thuộc nay chỉ còn màu nâu của đất. Đầu tư cả tỷ đồng, nhưng giờ ông Đức cũng phải bỏ không khu vườn này. Vì giờ có trồng quất cũng không kịp cho vụ Tết. Hơn nữa, nhu cầu trồng cây sau lũ tăng cao khiến giá cây giống cũng tăng vọt. Nguồn cung không đủ, giá cả tăng cao, khiến người nông dân đã gặp khó, nay còn khó hơn. Cả một vườn này mà đầu tư vào là mất đúng không, 1 tỷ, mất hết, chả còn gì. Mỗi năm thì các cây giống như này, năm ngoái 70 năm, năm nay nó về đây, thành về tận đây là nó đó là khoảng 140. Là một trong những nhà vườn may mắn còn giữ được cây trồng, tuy nhiên việc chăm sóc cho cây sau bão cũng khiến ông Trạch vất vả hơn mọi khi. Bây giờ quất mất rồi thì nói chung là năm nay kể cả cái quất giống bên kia người ta mất, mà mình đi mua cái quất giống kia thì bây giờ mình bán cái quất này mình phải tăng lên một ít, bán gần 2 triệu một cây. Đấy, chẳng hạn như năm ngoái ví dụ như là 1,6 triệu thì năm nay có khi mình nâng lên 1,8 triệu. Đấy là bán, đấy tức là ý bán buôn, cháu phải không? Nếu mà bán cho chơi, người chơi thì phải tầm độ khoảng 2-3 triệu gì đấy. Dự báo mùa Tết năm nay, thị trường hoa cây cảnh sẽ khan hiếm. Người nông dân sẽ phải tăng gia tái sản xuất những cây trồng ngắn ngày để sớm có thu nhập. Một ngày không xa, màu xanh của... Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều đang tập trung sản xuất hàng hóa Tết, mùa cao điểm tiêu dùng trong năm. Với tình hình sức mua còn yếu, chi phí đầu vào lại tăng cao, các doanh nghiệp đều đang nỗ lực chuẩn bị để vừa có đầy đủ nguồn cung hàng hóa, vừa giữ ổn định giá. Doanh nghiệp này đã chuẩn bị xong nguồn nguyên liệu để bắt tay vào sản xuất hàng cho mùa Tết năm nay từ sớm. Với sức mua của người tiêu dùng 9 tháng đầu năm vẫn giảm 20%, lượng hàng Tết mà doanh nghiệp chuẩn bị năm nay là 1.000 tấn thực phẩm tươi sống, 4.000 tấn thực phẩm chế biến, chỉ tăng khoảng 8% so với năm ngoái, thay vì tăng 2 con số như mọi năm. Chi phí đầu vào hiện nay tăng cao cũng tạo áp lực không nhỏ cho doanh nghiệp trong việc giữ ổn định giá và thực hiện các chương trình kích cầu. Tất cả các nguyên liệu đầu vào nó tăng cao, thậm chí nó tăng lên 30-40% so với cùng kỳ. Để có một cái khoản ngân sách mà thực hiện các chương trình kích cầu cũng như là không có điều chỉnh giá trong những cái dịp cuối năm như vậy, thì bản thân doanh nghiệp phía sân chúng tôi sẽ rà soát lại tất cả các khoản chi phí không cần thiết. Là tôi cũng làm việc với một số cái nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào, họ không tăng giá hoặc họ có điều chỉnh tăng giá thì ở cũng mức vừa phải chấp nhận được. Hiện nay người tiêu dùng đang siết chặt cái chi tiêu của mình, nên nếu mà mình mà tăng giá nữa đó, mà thiếu những cái chương trình khuyến mãi để hỗ trợ người tiêu dùng thì cái việc đó là sẽ không có kích thích, kích cầu tiêu dùng được. Chúng tôi chủ yếu không có tích trữ mà chúng tôi ký kết những cái hợp đồng với các nhà cung cấp để đảm bảo về cái nguồn cung khi mà có nhu cầu về cái sản phẩm đó, hạn chế đến mức tối đa cái việc mà tồn hàng hóa đến khi mà chúng ta sử dụng không có hết. Các doanh nghiệp cho biết việc chuẩn bị hàng Tết năm nay khá dè dặt trong bối cảnh sức mua chưa được như kỳ vọng. Để giữ được giá nhiều mặt hàng, hiện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường cuối năm. Theo đó, lượng hàng bình ổn thị trường năm nay tăng từ 4 đến 6% so với cuối năm 2023. Chương trình bình ổn thị trường thì năm nay có tất cả là 69 doanh nghiệp tham gia.
với cái lượng hàng thì đảm bảo yêu cầu từ khoảng 23-31% so với tháng thường, và đối với cái tháng Tết thì có thể là tăng lên 25-43% so với cái tháng Tết. Thì đối với mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu thì có khả năng là chi phối trên cái địa bàn thành phố và có thể là cung cấp với các cái sản phẩm chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm và giá cả hợp lý. Cố gắng bằng mọi cách, tức là không có tăng, có cái việc là tăng giá đột biến, thành ra là sẵn sàng là có một số sản phẩm có thể là cái lợi nhuận không được cao nhưng mà vẫn giữ được cái giá bán để trong suốt cái mùa lễ Tết là giữ được cái bình ổn giá đối với một số nhóm hàng thiết yếu. 10 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh ước đạt trên 462.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng trưởng đáng khích lệ với hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố. Để kích cầu tiêu dùng mùa cuối năm, ngành công thương thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều chương trình như tháng khuyến mại tập trung từ 15 tháng 11 đến 31 tháng 12 với nhiều hoạt động xúc tiến tiêu dùng và thương mại, ngày mua sắm quốc gia online Friday 12 tháng 12, tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối trực tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm trong các tháng cuối năm.